Ghê. Anh ấy hết bỏ cái phao nữa, coi như hắn ừ, thì em tức là chia kiểu đi này. Chia theo chia kiểu đi thì mấy năm rồi thì anh thắng còn bùn. Đúng không? Mày thắng mua thắng làm. Ví dụ đấy nó nhà nó ít tuổi là năm rồi đó. Bây trên hút thì từ đứng chạy thang. Cái con nó làm em cháu cái con nó còn nó ngủ nó coi. Ừ rồi. À, không phí nó coi.